chào anh em, bữa nay mình giới thiệu cho anh em một mẫu là VIP 10 phiên bản 4. Mẫu này thì giá cả của nó rơi vào khoảng trên dưới 1 củ, nó là gấp 2 hàng bản 3 anh em, tại vì nó chất liệu và phụ kiện của nó tốt hơn bản 3 rất là nhiều. Bản 3 là nó có 500 mấy thôi, nó rẻ nhất trong cái dòng Nike tiếng nên mình không có so sánh được nha anh em. Nó sẽ giới thiệu cho anh em một số cái phụ kiện khác nha. Một là nó sẽ khác cái bá. Bá kia là bá nhựa, bá này kim loại, bá kim loại gấp và rút nha. Nè, anh em bung ra được nha. Đó, bung ra được hết nha. Đó, bung gấp lại nè, bá gấp nè, rút nè, rút ra vô được hết nha. Cái bá này nó riêng cái má bá này không là nó mà đã mắc hơn cái mà dòng kia 200 mấy rồi ha. Và tay cầm nữa nè. Tay cầm là riêng biệt nha. Rồi ống thân này, ống thân loại dày chứ không phải là loại như là 10 ống 3. Nó dày hơn nha anh em. Ống này thân này không có bán riêng nha, nên em khỏi hỏi mất không nha anh em, tại vì này riêng của nó thôi. Ví dụ sao được hư hỏng gì đó, mua cái này có hư hỏng gì đó mình sẽ hỗ trợ cho anh em ống thân. Nhập cho anh em thôi chứ mình không có bán như ống thân rẻ lẻ nha anh em. Mẫu này thì nó cái nè, ở dưới đây là bằng kim loại ha, kim loại đặc luôn anh em. Rồi cánh của nó cũng là kim loại đặc, kim loại loại xịn luôn. Nó nên là anh em nó xài được hai loại dây, 4 lỗ nha, 4 lỗ là dây 4 dây 2. Đó, này là dây dẹp. 3 loại dây luôn, dây dẹp nha, dây dẹp và kẻ dẹp nè. Đó, mẫu này sẽ hỗ trợ cho anh em là một bộ dây dẹp, một bộ dây tròn. Nhận hàng thanh toán tại nhà mới có quyền kiểm hàng khi nhận nha anh em. Mẫu này thì bên mình thì cọc thì dưới 700k thì không cọc, trên 700 thì cọc 50k, trên 2 triệu thì cọc 100k. Đó, thì cọc thì sẽ được ưu đãi tặng thêm một bộ dây dự phòng nữa, tổng cộng lại sẽ được 2 bộ dây dự phòng, mỗi dây bán tổng cộng là 3 bộ dây nha anh em. 3 bộ dây. Rồi, anh em mình cần thì anh em cứ liên hệ bên mình nha. Sản phẩm này tên là VIP 10 phiên bản 4 ha. Mẫu này thì mình đừng có so sánh 10 phiên bản 3 anh em, nó cao cấp hơn nhiều lắm anh em. Nó cao cấp hơn nhiều lắm. Nên là giá nó cũng khoảng gấp 2 đó. Mẫu kia 550, mẫu này trên dưới 950 cho tới 1 triệu. Nó tên nó trên lửa gần gấp 2. Nên là mình khỏi so sánh, nó chất lượng nó nhiều cao hơn rất là nhiều. Tại vì cái mẫu bản 3 là nó là rẻ nhất trong cái dòng Nike cải tiến rồi. Nên mình được. Ví dụ so sánh em so sánh thì gần gần thôi, ví dụ 500-600 thì mình so sánh được, ví dụ 500 triệu là so sánh gấp 2 thì mình so sánh nó chênh lệch quá nhiều nên là mình không có so sánh được nha anh em. Nên là anh em mình thấy mẫu nào mình có đủ điều kiện mình chơi, nó mắc hơn mẫu kia thì em nên chơi. Đó, chứ không khi nào mà tự nhiên mà nó mắc hết anh em. Đồ gì cũng vậy. Anh em có gì anh em hỏi đồ mắc chứ đồ rẻ thì tất nhiên đồ mắc nó phải ngon hơn rồi đúng không? Nó có cái gì đó nó mắc hơn nó mới ngon hơn. Rồi. Anh em mình mua hàng anh em cứ liên hệ bên mình nha. Shop mình là shop Quỳnh Lưng, anh em nhớ đăng ký kênh em sẽ xem nhiều sản phẩm hơn nha anh em. Độ chuẩn của nó thì đi vào khoảng là 30 tới 50 mét ha. Còn với 10 bản 3 thì nó 30 mét đổ lại. Nhưng mà thằng shop bóng vuông anh em thì tầm đó. Rồi, anh em mình mua hàng anh em cứ liên hệ bên mình nha. Sản phẩm này tên là áo VIP 10 phiên bản 4, kèm kính ngắm bút neo luôn nha anh em, kèm kính ngắm hoặc laser xanh gì đó tùy anh em chọn. Đó, anh muốn đổi nào đổi. Ví dụ mình bù ngắm mắc hơn M9 gì đó thì bù thêm số tiền còn lại. Rồi, anh em mua hàng cứ liên hệ với mình nha. Rồi, chào anh em ha.